Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phát động cuộc thi ý tưởng sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm an toàn hiệu quả trong thanh thiếu niên trong toàn quốc. Đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35, có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người. Với mục đích tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời tạo môi trường để thanh thiếu niên tham gia đề xuất ý tưởng sáng kiến, giải pháp đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày. Các tác giả gửi bài dự thi đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2022. Hội đồng sẽ lựa chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất để tiến hành bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.